Đa số thì Long thấy rằng như anh chị nhà đầu tư ở các khu vực tỉnh ấy, những nhà đầu tư ở các khu vực như Hà Nội hay các khu vực như Bắc Ninh, Bắc Giang, những khu vực mà đã phát triển rất là mạnh về khu công nghiệp thì đa số mọi người sẽ có cái xu hướng gọi là về thị trường đầu tư bất động sản Thanh Hóa tìm hiểu, bởi vì là mọi người bị một cái vấn đề là các cái bất động sản ở khu vực gần nhà mình ấy, thì giá bất động sản nó bị cao quá rồi. Thế nên là khi mà chúng ta về thị trường đầu tư bất động sản ở Thanh Hóa, chúng ta có thể lựa chọn được đa cái mô hình đầu tư, chúng ta có thể chia nhỏ cái nguồn vốn ra. Với những nhà đầu tư có cái tầm tài chính khoảng tầm từ 200 đến 400 thì mọi người vẫn có thể lựa chọn được đầu tư ở những cái bất động sản ở khu vực Thanh Hóa. Thế nên là Long thấy rằng là đây cũng là một trong những cái lý do ấy, nhiều nhà đầu tư ở các khu vực tỉnh kéo về Thanh Hóa đầu tư. Thì trong chủ đề video ngày hôm nay thì Long muốn chia sẻ cho mọi người về những cái số vốn mỏng khi mà mọi người muốn đầu tư ở Thanh Hóa với những cái số vốn tài chính nó thấp, thì chúng ta sẽ lựa chọn và đi theo cái hướng đầu tư nào để làm sao phù hợp cho nhà đầu tư, để chúng ta khoanh vùng được các cái khu vực để chúng ta tìm hiểu đầu tư ở bất động sản khu vực Thanh Hóa. Thì chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ, cũng như là nếu như anh chị có điều gì góp ý thì anh chị có thể là comment dưới phần video để làm sao mà Long được tiếp nhận ý kiến của nhà đầu tư, và chúng ta hãy cùng nhau đăng ký kênh của Long để làm sao Long được chia sẻ nhiều hơn về những cái thông tin bất động sản khu vực Thanh Hóa. Nếu như bạn đang xem video này của Long ấy, thì Long có một cái cộng đồng nhà đầu tư Thanh Hóa, thì Long sẽ để dưới phần mô tả của video. Thì trong cái cộng đồng nhà đầu tư của Long ấy, thì Long sẽ chia sẻ những cái thông tin mới nhất về thị trường Thanh Hóa, sẽ giải đáp ở những cái thắc mắc cho nhà đầu tư, cùng kết nối và tạo ra một cộng đồng nhà đầu tư càng nhiều những cái giá trị hơn cho nhà đầu tư khi mà tìm hiểu thị trường đầu tư bất động sản ở Thanh Hóa một cách an toàn và hiệu quả nhất. Mọi người hãy ấn cùng tham gia cộng đồng group Zalo và Facebook để kết nối cùng Long. Hẹn gặp mọi người ở trong cộng đồng nhà đầu tư cùng Long. Trong chủ đề video ngày hôm nay thì Long sẽ đưa cho mọi người một cái ví dụ ấy, bởi vì bản thân Long cũng đi gặp rất nhiều những anh chị nhà đầu tư ở khu vực tỉnh mà muốn tìm hiểu ở khu vực Thanh Hóa, nhờ Long chia sẻ về những cái định hướng đầu tư ấy. Thì có rất nhiều anh chị hẹn Long đi cà phê, cũng như là nếu như anh chị nào gặp vấn đề gì thì đôi khi là nếu chúng ta gần nhau, chúng ta có thể đặt cho nhau những cái buổi mình gặp nhau trực tiếp để chia sẻ thị trường đầu tư bất động sản Thanh Hóa. Thì trong nội dung này Long muốn chia sẻ cho mọi người về với cái tầm tài chính khoảng tầm từ 200 cho đến khoảng tầm 400 triệu, chúng ta lựa chọn các bất động sản ở Thanh Hóa. Mọi người lưu ý là lựa chọn những bất động sản có sổ sẵn nhé, bởi vì khi đầu tư xa chúng ta ưu tiên cái sự an toàn, chúng ta phải có những cái pháp lý rõ ràng. Và thứ hai đó rằng với cái tầm tài chính như vậy thì chúng ta sẽ có những cái hướng đi gì dành cho nhà đầu tư khi mà chúng ta gọi là phân bổ cái dòng tài chính như vậy rồi. Bởi vì Long biết là thời điểm này sẽ có nhiều anh chị ưu tiên sự an toàn. Ngày xưa thì cách đây khoảng tầm 1-2 năm ấy, chúng ta đầu tư với số vốn khoảng tầm 1-2 tỷ thì Long thấy rằng là rất đơn giản, mọi người có thể xem và quyết định luôn. Nhưng mà thời điểm này thì mọi người có cái xu hướng, thời điểm này thôi nhá, có cái xu hướng là dịch chuyển, muốn gọi là chia nhỏ cái đa kênh đầu tư hơn, một kênh ngân hàng, một kênh đầu tư ngắn hạn, một kênh đầu tư dài hạn, để chúng ta gọi là xoay chuyển cái nguồn vốn nó tốt hơn thay vì chúng ta tập trung vào một chỗ. Thì Long thấy rằng đây cũng là một trong những cái vấn đề mà nhiều người đang quan tâm thời điểm này. Với bản thân Long thì Long là một nhà đầu tư cá nhân ở trong Thanh Hóa ấy, thì Long thấy rằng là với cái tầm tài chính khoảng 200 đến 400 chúng ta có thể đi theo các hướng đầu tư này. Mọi người có thể tham khảo những cái điều này để làm sao mà chúng ta định hình được cái hướng đi đầu tư và lựa chọn được hướng đầu tư phù hợp. Thứ nhất đó chính là với Long ấy, khi mà Long về tìm hiểu thị trường khu vực Thanh Hóa thì Long sẽ phân tích thị trường rất kỹ để chúng ta biết được theo khu vực nào sẽ phù hợp đối với bản thân mình. Thì thứ nhất là Long tìm hiểu theo quy hoạch đơn vị của hành chính ấy, thì mọi người hình dung là các khu vực mà phát triển gọi là thành phố thị xã là các khu vực như thành phố Thanh Hóa, Sầm Sơn, Nghi Sơn và khu vực Bỉm Sơn. Đây là gần như là các khu vực mà đầu tàu kinh tế rồi, ưu tiên phát triển nhất. Và chúng ta với cái tầm tài chính nhỏ thì chúng ta có thể đánh theo cái hướng là các cụm công nghiệp, bởi vì ở Thanh Hóa hiện tại đang được quy hoạch là 134 các cái cụm công nghiệp khác nhau. Mọi người hình dung là với tổng diện tích của cụm công nghiệp dao động khoảng tầm hơn 5.500 hecta, tổng tất cả 134 cụm công nghiệp này. Mọi người biết rồi đấy, cụm công nghiệp thì sẽ dao động khoảng tầm dưới 70 hecta, dưới 70 hay là dưới 80 hecta sẽ là một cái cụm công nghiệp nhỏ. Thì một cụm công nghiệp thì sẽ tạo ra được công ăn việc làm cho khoảng tầm vài chục nghìn, giả sử như là khoảng tầm từ 5 đến 10.000 công nhân viên về đây làm việc về các cụm công nghiệp ở Thanh Hóa. Thì mọi người có thể tìm hiểu xem đánh theo các cụm công nghiệp thì Long thấy rằng là sẽ không được đột biến ngay. Tuy nhiên rằng đánh theo các cụm công nghiệp thì nó sẽ bền vững, bởi vì cụm công nghiệp ấy nhiều khi với cái quy mô số vốn nhỏ, các doanh nghiệp nhỏ thì mọi người hình dung là sẽ nhiều hơn là các doanh nghiệp lớn. Thế nên là đôi khi là một cụm công nghiệp nào mà được quy hoạch bài bản, được tạo được nhiều chính sách của địa phương ấy, thì đôi khi còn được triển khai đẩy mạnh còn sớm hơn cả khu công nghiệp. Tuy nhiên nếu mà để mà đột biến cũng như là làm cho hạ tầng xung quanh được dịch chuyển và lay chuyển ấy, thì phải nói đến về khu công nghiệp nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta đánh theo cái sự phù hợp ấy, thì với tầm tài chính nhỏ thì chúng ta phải đánh theo các cụm công nghiệp nhỏ ở tại Thanh Hóa. Để Long có một cái video phân tích về khu công nghiệp và cụm công nghiệp ấy, thì mọi người có thể vào trong đó mọi người xem lại danh sách các cụm công nghiệp, các khu công nghiệp ở Thanh Hóa để mọi người biết được lựa chọn cụm nào để chúng ta đánh và tìm hiểu. Thứ hai là chúng ta sẽ đánh theo cái mạn gọi là khu vực phía tây của Thanh Hóa. Phía tây thì xin Long sẽ chia sẻ cho mọi người một chút ở khu vực mạn phía tây đi. Mạn phía tây của Thanh Hóa thì nó sẽ bao gồm các cái huyện như này. Thứ nhất là khu vực gọi là Thạch Thành, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Hoa, Quang Sơn, Thường Xuân. Thì với khu vực mạn phía tây thì Long sẽ ưu tiên hai khu vực.
Đấy cá nhân Long nhé, thì Long sẽ ưu tiên hai khu vực, thứ nhất là Thạch Thành và thứ hai là khu vực Ngọc Lặc. Bởi vì Thạch Thành sẽ là một, Thạch Thành thì nó sẽ phát triển gọi là có nhiều những cái tuyến đường quốc lộ, và thứ hai là dân cư sẽ giải gọi là dân cư của Thạch Thành nó sẽ trải đều ra các khu vực mặt đường lớn. Còn Ngọc Lặc thì nó sẽ tập trung ở trung tâm khu vực gọi là ven khu công nghiệp, và Thạch Thành Ngọc Lặc thì hai khu vực mà có hai khu công nghiệp lớn nhất phía Tây, một khu công nghiệp là quy mô 170 ha và một khu công nghiệp ở Thạch Thành là dao động khoảng tầm 140 ha. Thì đây là hai cái khu vực mà duy nhất có khu công nghiệp ở tại phía Tây Thanh Hóa. Thế nên khi mà chúng ta đầu tư có thể lựa chọn hai khu vực như là Thạch Thành và khu vực Ngọc Lặc. Còn nếu Long có một video phân tích riêng về Thạch Thành và Long có một video phân tích riêng về Ngọc Lặc thì mọi người có thể vào trong chuỗi video của Long để tìm lại xem để cùng nhau đánh giá nhận định. Tiếp theo này chúng ta vào cái slide ngày hôm nay. Cùng với đó sẽ là chúng ta sẽ đánh theo các cái vùng gọi là huyện đồng bằng của Thanh Hóa. Như mọi người nhìn trên cái bản đồ quy hoạch theo đơn vị hành chính ấy, đồng bằng thì sẽ bao gồm các khu vực như là Hà Trung, Thọ Xuân, Yên Định, Vĩnh Lộc, Triệu Sơn, Nông Cống và Thiệu Hóa. Thì với những tầm tài chính khoảng tầm 200 đến 400 thì chúng ta sẽ khoanh vùng các khu công nghiệp với quy mô khoảng tầm dưới 300 hectare nhé. Với quy mô khoảng tầm dưới 300 hectare thì chúng ta mới có thể lựa chọn được với cái bán kính khoảng tầm từ 2 cho đến khoảng tầm 4 km ven khu công nghiệp. Nếu mà chúng ta đầu tư theo các cái khu công nghiệp ở tại Thanh Hóa ở các khu vực đồng bằng thì Long thấy rằng là với cái tầm tài chính khoảng tầm 200 đến 400 thì chúng ta có thể ưu tiên các khu vực như là Nông Cống này, Thọ Xuân này, Triệu Sơn, Hà Trung. Đây là bốn khu vực mà chúng ta có thể khoanh vùng để chúng ta tìm hiểu. Bởi vì bốn khu vực này thì Long gần như đã khảo sát hết rồi. Thế nên là Long có một góc nhìn riêng. Cái này thì sẽ Long đang cố gắng làm những chuỗi series làm sao mà phân tích Hà Trung, phân tích Thọ Xuân, phân tích Triệu Sơn và Nông Cống, để khi mà anh chị nhà đầu tư vào xem các cái huyện này để chúng ta biết được cái định hướng phát triển của huyện ra sao và mặt bằng giá khu vực này ra sao. Bởi vì mỗi khu vực sẽ tùy mặt bằng giá nhé. Đấy thì Long muốn chia sẻ cho mọi người tổng quan là như vậy. Chúng ta sẽ có ba cái hướng đi, ba cái hướng đánh. Nhất là đánh theo cụm công nghiệp, thứ hai là đánh theo các cái khu vực phía Tây Thanh Hóa, và thứ ba là đánh theo các cái huyện gọi là huyện đồng bằng với quy mô khoảng tầm dưới 300 hectare và bán kính khoảng tầm từ 2 cho đến khoảng tầm 3 km ven các khu công nghiệp. Và nếu như chúng ta đầu tư theo cái khu vực gọi là vùng trung trung tâm của các cái khu vực huyện đồng bằng ấy, giả sử như trung tâm thị trấn Nông Cống hay là trung tâm thị trấn Thọ Xuân ấy, hay là trung tâm thị trấn Triệu Sơn ấy, thì gần như là rất là ít sự lựa chọn. Bởi vì các khu vực đó thì giá nó khá là cao, bởi vì dân cư khá là đông, nó sẽ phù hợp hơn với cái tầm tài chính khoảng tầm từ 500 đến 700 triệu về các khu vực này để tìm hiểu những cái vị trí đẹp. Thì đó, Long muốn chia sẻ cho mọi người một chút về những cái nhà đầu tư nào muốn đánh theo cái xu hướng là vốn nhỏ, mình chia nhỏ nguồn vốn ra khi đầu tư tại thị trường Thanh Hóa với cái tầm tài chính khoảng tầm từ 200 đến 400 triệu một bất động sản. Và mọi người lưu ý hãy đầu tư những bất động sản có sổ. Đó là những điều mà Long muốn chia sẻ cho mọi người ở trong video ngày hôm nay. Nếu mọi người gặp cái điều gì băn khoăn thì hãy bình luận dưới phần video hoặc là chia sẻ video này đến bạn bè của mình khi mà ai đang tìm hiểu về bất động sản khu vực Thanh Hóa, để Long làm sao mà hỗ trợ cho anh chị nhà đầu tư có những góc nhìn tốt nhất và đưa cho mọi người những cái hướng đi an toàn để tránh đầu tư rủi ro khi mà tham gia thị trường ở xa, tham gia ở những cái thị trường đầu tư bất động sản ở khu vực tỉnh, ở khu vực Thanh Hóa. Và Long xin vô cùng cảm ơn quý anh chị nhà đầu tư.